bà mẹo để chinh phục sự nghi ngờ bản thân tại nơi làm việc. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. ba mẹo để chinh phục sự nghi ngờ bản thân tại nơi làm việc. Instarit và Kellogg Insight từ trường quản lý Kellogg trình bày. Ba lời khuyên để chinh phục sự nghi ngờ bản thân tại nơi làm việc của Freshman. Những người đạt thành tích cao thường lo lắng rằng họ không đủ tiêu chuẩn để tham gia. Đây là cách vượt qua những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân đó dựa trên những hiểu biết sâu sắc của eulen tại à vào lúc này hay lúc khác trong sự nghiệp của chúng ta hầu hết mọi người đều cảm thấy nghi ngờ bản thân trớ trêu thay cảm giác nghi ngờ bản thân có thể đặc biệt gay gắt đối với những người đạt thành tích cao những người có thể luôn nghi ngờ rằng họ chưa sẵn sàng cho những vị trí mà họ đã được đề bạt và trong khi một chút khiêm tốn có thể là một sự bảo vệ hữu ích chống lại sự kiêu ngạo thì quá nhiều nghi ngờ bản thân có thể làm tê liệt Ellen Tà A, trợ lý giáo sư Lâm Sàng về lãnh đạo và giám đốc các chương trình lãnh đạo của phụ nữ tại trường Kellogg, đã dành hơn 25 năm trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu tại PepsiCo, Royal Caribe và Nguyễn Bung và là thành viên của ba hội đồng quản trị công ty. Trong suốt sự nghiệp này, Tạ A đã học được cách tốt nhất để quản lý sự thiếu tự tin của chính mình và khuyên người khác làm điều tương tự. Ở đây, Cô ấy chia sẻ ba lời khuyên để vượt qua sự bất an của bạn để hành động một cách quyết đoán. Đừng quá thoải mái khi chơi với người quan sát sự nghi ngờ bản thân có thể tự biểu hiện theo nhiều cách. Bạn có thể sợ hãi một cuộc họp sắp tới, tin chắc rằng bạn sẽ không hoàn thành bài thuyết trình của mình. Bạn có thể có cảm giác rằng bình luận của bạn đang hạ cánh với một tiếng vực khi bạn đưa ra nó hoặc bạn có thể bước ra khỏi cuộc họp với niềm tin rằng lẽ ra bạn nên đưa ra 10 câu trả lời khác với câu trả lời bạn đã đưa ra. Đây là một biểu hiện phổ biến mà Tạ A phải nhìn thấy hàng ngày. Nhiều người đạt thành tích cao có tính cách cầu toàn có thể khiến họ không thích hành động mà không có sự chắc chắn 100%, đặc biệt là trong những tình huống mới khi họ nhận thấy mình có nhiều khả năng mắc sai lầm. Vì vậy, họ chần chừ, chờ đợi hơn là nhảy vào và học hỏi có lẽ họ không cảm thấy đủ tư cách để cân nhắc về một chủ đề. Hoặc họ suy nghĩ quá nhiều khi tìm kiếm câu trả lời hoàn hảo trong đầu. Và chắc chắn rằng, có những lúc chuẩn bị kỹ càng là một bước đi thông minh. Nhưng nhiều khi, những người đạt thành tích cao hoạt động như thể mọi tương tác đều có rủi ro cao, trong khi trên thực tế, việc chấp nhận những rủi ro nhỏ có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Tạ A Phân nói, trên tất cả, nó giúp tránh quá thoải mái trong vai trò người quan sát cô ấy nói một cách tiếp cận tốt hơn là triển khai càng sớm càng tốt tạ a phu nói hành động sớm sẽ làm được một số điều nó giúp bạn vượt qua vấn đề câu trả lời hay đang được thực hiện và nó có thể là chất xúc tác cho ý tưởng của những người khác để cùng nhau đưa nhóm đến một vị trí tốt hơn bạn càng hòa nhập bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn vào lần tới tạ A thấy hữu ích khi nhận ra rằng khi bạn đang trong quá trình chuyển đổi bắt đầu một công việc mới hoặc lần đầu tiên quản lý người khác bạn thực sự có thể ở một vị trí tốt hơn để tham gia vào các cuộc thảo luận, bởi vì bạn có cơ hội lớn nhất để mang lại điều gì đó mới mẻ. Đến cuộc trò chuyện, tạ A nói, chúng tôi thường nghĩ, tôi chưa biết điều này, thay vì tôi đang học ở đây, điều này giúp bạn thoải mái đặt những câu hỏi hay nhất và đưa ra những ý tưởng hay nhất của mình. Nó giúp bạn và nhóm kiểm tra các giả định và có thể dẫn đến cách nhìn cập nhật về cơ hội. Tạ Af đã tự mình trải nghiệm điều này vài năm trước. Cô ấy đã tham gia một hội đồng quản trị công ty. Sau năm đầu tiên, một trong những đồng nghiệp của cô ấy đã cho cô ấy một số phản hồi có giá trị rằng họ muốn nghe nhiều hơn từ cô ấy. Lúc đầu, tôi hơi điên, cô nói tôi đã tự nói với mình rằng tôi không muốn chơi quá tay vì tôi không phải là chuyên gia về mọi vấn đề trong mọi khía cạnh của công việc kinh doanh đó là sự thiếu tự tin kinh điển nhưng đó là phản hồi công bằng được diễn đạt theo cách tích cực nó nhắc nhở tôi rằng họ đã bầu tôi vì chuyên môn mà tôi có không phải vì tôi biết mọi thứ sau cuộc họp tiếp theo đồng nghiệp đó đã khen ngợi tôi vì đã thoát ra khỏi vỏ ốc của mình giữ im lặng là một cơ chế tự bảo vệ cô nói nhưng đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Lấy gợi ý từ những người xung quanh bạn đối với nhiều người, sự nghi ngờ bản thân bắt nguồn từ cảm giác rằng họ không đủ tiêu chuẩn. Nhưng theo tà Af, cảm giác này có thể khắc phục được, một phần bằng cách lấy đi sự tự tin và can đảm của những người xung quanh bạn. Hãy tìm những ví dụ trong tổ chức của bạn về những cá nhân đã thực hiện các nhiệm vụ kéo dài, chẳng hạn như người bước vào phút cuối để hỗ trợ cho đồng nghiệp, nhưng người này sớm tỏ ra thành thạo hoặc người được thăng chức lên vai trò mới dựa trên tiềm năng mà họ đã thể hiện ở một nơi khác, rất khác. Những nhiệm vụ này cho thấy cách các nhà lãnh đạo áp dụng thế mạnh của họ vào những thách thức mới. Và không phải là hiếm, những ví dụ như thế này phổ biến ở hầu hết các tổ chức, Tạ Af nói. Bạn có thể nghĩ những đồng nghiệp này là những người không sợ hãi, nhưng trên thực tế, nhiều người trong số họ cảm thấy sợ hãi và vẫn hành động. Điều quan trọng nữa là phải nhận ra các yếu tố như giới tính có thể hình thành nhận thức về sự sẵn sàng cho những trách nhiệm mới và nhiệm vụ kéo dài như thế nào, Ta Afu nói. Đàn ông có xu hướng thăng tiến hoặc một vị trí có ít kỹ năng hơn được liệt kê trong tin tuyển dụng, trong khi phụ nữ nhìn vào những kỹ năng tương tự và có thể nghĩ, tôi chưa sẵn sàng thật dễ dàng để quên rằng tất cả chúng ta được tuyển dụng hoặc thăng chức nhờ tiềm năng học hỏi vai trò của chúng ta so với việc đã có thể thực hiện ở cấp độ A+. cộng. Nếu chúng ta tự cho mình là cao hơn những người khác và kết quả là không theo đuổi những cơ hội lớn hơn, chúng ta có thể bị bỏ lại phía sau, ngay cả trong những vai trò mà lẽ ra chúng ta có thể phát triển và xuất sắc. Tà A cho biết, ở mức độ hàng ngày, bạn có thể thể hiện sự tự tin bằng cách nhận ra và giảm thiểu tần suất bạn sử dụng ngôn ngữ đủ điều kiện. Tạ A nói, gần đây, tôi đã tham gia một cuộc gọi khi một nhân viên cấp dưới hơn đang chia sẻ một số công việc hay mà cô ấy đã phát triển. Khi cô ấy chia sẻ khuyến nghị của mình, không ai trả lời. Cô ấy bắt đầu tăng tốc, rõ ràng là mất tự tin trước khi hỏi tôi có ý nghĩa gì không. Tôi nghĩ, u, áp lực, khi một người bị đe dọa hoặc nghi ngờ bản thân là có thật, thật dễ dàng để trở nên bối rối và giảm bớt sự đóng góp cũng như sự tự tin của chúng ta với cách chúng ta giao tiếp. Tạ A khuyên bạn nên tránh các câu hỏi tu từ hoặc mở vòng loại, bởi vì mọi câu hỏi điều đó có hợp lý không? Hoặc đây có thể là một ý tưởng tồi nhưng báo hiệu sự nghi ngờ và cho người nghe thấy rằng tuyên bố đó ít đáng được xem xét hơn. Thay vào đó, hãy xác nhận rằng khán giả của bạn đang theo dõi bằng cách sử dụng các câu hỏi mở nghe có vẻ tự tin hơn nhiều chẳng hạn như suy nghĩ của bạn là gì hoặc bạn có câu hỏi gì tạ a phê cũng khuyên bạn nên trình bày ý tưởng của mình trong khung động não chẳng hạn như chúng ta có thể học được gì nếu làm điều này có thêm lợi ích là bắt đầu một cuộc đối thoại thu hút người khác và yêu cầu họ đóng góp sau đó Hãy liên hệ với những người cố vấn và đồng nghiệp để được tư vấn về những cách mà hiệu suất của bạn có thể tiếp tục điều chỉnh và thích nghi, Tạ A Phú nói. Giả sử có một mức độ tin cậy và thoải mái, bạn có thể tìm kiếm phản hồi từ những người khác về những phương pháp này và nó có thể thực sự hữu ích. Nó có thể đóng vai trò như một sự khuyến khích để giám sát hành vi của chính bạn và giúp bạn tăng cường sự tự tin, hoạt động như một loại quyền để nhảy ngay vào và không chần chừ. Phần 2 đóng cửa. Bài viết này ban đầu được đăng trên Kellogg Insight vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Sau đó, hãy liên hệ với những người cố vấn và đồng nghiệp để được tư vấn về những cách mà hiệu suất của bạn có thể tiếp tục điều chỉnh và thích nghi. Tạ A Phú nói, giả sử có một mức độ tin cậy và thoải mái, bạn có thể tìm kiếm phản hồi từ những người khác về những phương pháp này và nó có thể thực sự hữu ích. Nó có thể đóng vai trò như một sự khuyến khích để giám sát hành vi của chính bạn và giúp bạn tăng cường sự tự tin, hoạt động như một loại quyền để nhảy ngay vào và không chần chừ. Phần 2. Đóng cửa Bài viết này ban đầu được đăng trên Kellogg Insight vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Sau đó, hãy liên hệ với những người cố vấn và đồng nghiệp để được tư vấn về những cách mà hiệu suất của bạn có thể tiếp tục điều chỉnh và thích nghi, tạ A Phú nói. Giả sử có một mức độ tin cậy và thoải mái, bạn có thể tìm kiếm phản hồi từ những người khác về những phương pháp này và nó có thể thực sự hữu ích. Nó có thể đóng vai trò như một sự khuyến khích để giám sát hành vi của chính bạn và giúp bạn tăng cường sự tự tin, hoạt động như một loại quyền để nhảy ngay vào và không chần chừ. Phần 2. Đóng cửa Bài viết này ban đầu được đăng trên Kellogg Insight vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Nó có thể đóng vai trò như một sự khuyến khích để giám sát hành vi của chính bạn và giúp bạn tăng cường sự tự tin, hoạt động như một loại quyền để nhảy ngay vào và không chần chừ. Phần 2, đóng cửa. Bài viết này ban đầu được đăng trên Kellogg Insight vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Nó có thể đóng vai trò như một sự khuyến khích để giám sát hành vi của chính bạn và giúp bạn tăng cường sự tự tin, hoạt động như một loại quyền để nhảy ngay vào và không chần chừ. Phần 2. Đóng cửa Bài viết này ban đầu được đăng trên Kellogg Insight vào ngày 21 tháng 8 năm 2020.